Hello các bác nhé, bây giờ rất là muộn rồi các bác ạ. Bây giờ tầm 23 giờ ngày mùng 1 tháng 9 nhé. Các bác nhé, hôm nay đầu tháng nhé. À đâu, đúng rồi đầu tháng đây. Em lên em này này, bây giờ muộn là 23 giờ đêm mà thấy em này hot tốt quá các bác ạ. Lại cầm máy ra quay cho các bác này. Đây, em hot xòe này coi nhé. Hot xòe múa đuôi các bác nhé. Đây, các bác có thể thấy này. Đấy, em đang bật điện lên quay nhé. Các bác có thể thấy cái ánh điện bên trong này. Đấy, đấy đây là cái ánh điện này. Quay đêm thì nó có ánh điện như này các bác nhé. Đây, khi mà em này bộ rất là to đẹp nha các bác nhé, mặt mũi lành nguyên. Đấy, các bác thấy giọng hot không? Hơi tối, các bác chịu khó xem một tí nhá. Đây, chân này các bác, chân đen xì luôn. Đấy, quay cho các bác nghe, nghe em nó hot nha. Đấy, các bác thấy không? Hot vậy đuôi khiếu nha các bác nhé. Hot cực tốt luôn. Này các bác thấy không? Hót vẩy đuôi khiếu nhưng hót rất là tốt các bác nhá. Em này mà cho ra lồng chăm sóc khoảng một tuần thì em thật sự các bác hót cả ngày luôn. Đấy các bác thấy không? Hót múa luôn trong học các bác nhá. Mặc dù học cũng không được rộng mấy đâu, mà hót múa trong học luôn. Đấy, các bác có thể thấy. Đấy các bác nhá, hót cực tốt luôn, hót gần như là anh chị này hót cực tốt luôn các bạn. Đấy, hót múa đuôi luôn các bác nhá. Đấy, hót múa đuôi luôn. Nó thật sự các bác là lên giường rồi, giờ này lên giường ngủ rồi nhưng thấy khiếu nó hót ác quá, bởi vì em để đây một cái bóng điện hơi mờ mờ mà nhưng thấy hót ác quá dậy lại bật điện lên quay tiếp các bác nhá. Đấy, hót quá là tốt luôn các bạn. Hot 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 cả đêm, khiếu nó rất dễ hot các bạn. Đấy các bác nha. Thôi em quay video đến đây đi nha các bác nhá, mà thôi quay thêm 1 phút nữa. Hot múa luôn các bạn. Đấy, các bác thấy chưa? Đấy, rồi, em xin phép dừng video nha các bác nhé. Clip em được gần 3 phút rồi. Em xin phép cho các bác xem lại đầu mặt em nó một tí nhé. Đấy, các bác thấy không? Loại này nuôi được 3-4 tháng các bác nhé. Có hoàn toàn yên tâm, chim về các bác chỉ chăm thêm vài hôm là thuần thôi. Tầm khoảng 10-15 ngày là thuần đấy các bác nhé. Em xin chào tất cả các bác nhé. Chúc các bác ngủ ngon.